Mau. Mau. Anna. Tây Á, nước A. Chính là Anna đó. Mấy ông chủ lớn đã mắc bẫy của cô ta. Nghe đây, tôi ra hạn trong 3 ngày. Phải giết Anna này. Tôi ra giá 2 triệu, đem cô ta tới cho tôi. Vua bắn tỉa, ám sát. Có biết 200 triệu đô bay đầy trời là như thế nào không? Tôi làm việc lớn thế. Kết án 20 năm không quá đâu nhỉ? Có tội. Thưa thẩm phán, Anna là một người mắc bệnh tâm thần. Bệnh viện tâm thần, anh mới tâm thần, tôi muốn vào tù. Bác sĩ, sao tôi bệnh được? Anh mới bệnh đấy. Lấy tiền của bọn buôn ma túy, đập chết bọn nó. Ý tưởng này sáng tạo quá ấy chứ. Nơi tôi nên tới phải là nhà tù. Không phải đây, phải là nhà tù. Nhà tù. Rối loạn tâm thần, rối loạn lưỡng cực, và cả bệnh tâm thần hoang tưởng nặng. Thôi được, cái bệnh viện nhỏ này cũng không nhốt nổi tôi. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước. Đi đi, đi đi, đúng. Nơi này không nhốt nổi cô, nhưng người khác vào thì dễ lắm. Yên, yên. Sao lại bắt trói tôi? Im lặng đi. Nói các người hay, hắn là sát thủ. Hắn là sát thủ. Đừng khinh địch. Anna là mục tiêu treo thưởng 2 triệu. Hãy cố gắng che giấu hành động. Đừng để lại nhân chứng. Đứng yên, tôi đã nói không thể có nhân chứng. Yên tâm, không có nhân chứng đâu. Bố khỉ. Mục tiêu ở phòng 3 tầng 2 phía đông. Về mau. Bác sĩ, mau đưa súng cho tôi. Đối diện có tay bắn tỉa, anh không đưa là hai chúng ta đều chết, nhanh. Được đấy, có vẻ ai đó rất tận hưởng trò chơi. Chơi nào. Khoan, cậu đang làm gì hả? Đi mau đi. Chạy.
1 2 3 Dừng. Tốt, tôi thích cách anh di chuyển đấy. Chạy. Chạy. Tóm được cưng rồi nhé. 1, 2, 3, dừng. Chạy. Cứu tôi. Anh làm gì đó? Ngồi xuống mau. Chàng trai may mắn. Điều thứ nhất trong lời thề hít vodka. Dù đang ở đâu, bệnh nhân là nam hay nữ, tốt hay xấu, đưa tôi súng. Thì mục đích duy nhất của tôi là phải chữa bệnh cứu người, khiến sinh mệnh và y thuật của tôi đạt được vinh quang. Cầm lên, đứng yên đó. Vô hạn. Tôi không đi, tôi không muốn chết. Không đi thì giờ anh phải chết. Nhân lúc cô ta thay băng đạn, đi ngay. Cái quái gì vậy? Xong. Xuống xe, chuẩn bị. Nay nhiều người tới tìm tôi nhỉ. Đi trước nhé, cộng sự tốt. Anh làm gì? Bệnh viện có quy định, ai muốn trốn thì tiêm thuốc an thần. Tôi à anh luôn. Sống tiếp. Roger. Anna, 12 tuổi, tham gia quân chính phủ. Là tay bắn tỉa duy nhất trong quân đội, bắn trúng mục tiêu hơn 3.000 mét. 3 năm trước, tiểu đội của mình bị tấn công. Sau khi mất tích đã thành sát thủ. Và dùng thủ đoạn kỳ lạ, giết ít nhất 50 trùm ma túy. Quậy tung cục diện thị trường ma túy ngầm. Chưa đi hả? Tôi, Nasipan. Sinh viên giỏi, tiến sĩ hai học vị, dược lý học và lâm sàng. Mà lại đi làm hộ lý trong bệnh viện tâm thần. Thú vị đấy. Không ngờ cô lại bị cộng sự bán đứng. Tôi nói nhiều lần lắm rồi nhé, tôi không phải cộng sự của cô ta. Các người nhận nhầm người rồi, anh ta là cộng sự của tôi. Tôi giải thích nhiều lần rồi, cô ta vu vạ tôi. Thôi đi cộng sự, anh đừng giải thích nữa. Mình bại lộ rồi, tôi không phải cộng sự gì. Giờ hay rồi, mình đều phải ở lại đây. Cô ta bị tâm thần, nói xong chưa? Tôi xong rồi, các người nói đi. Nói xong rồi thì mình tiếp tục. Đừng, 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 rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi làm một vụ giao dịch với cô. Giúp tôi giết một người. Được, tôi đồng ý. Anh cởi trói cho tôi trước đi. Nói đi, giết ai? Chúng tôi là sư đoàn 3, Hoàng gia Libiwa. Nghe lệnh trực tiếp từ cựu quốc vương. Theo lệnh đến ám sát tân quốc vương sắp kế nhiệm. Sao, tranh đấu quyền lực à? Libiwa luôn là đất lành của thị trường ma túy. Tuy thế lực trùm ma túy có mối quan hệ đang xem nhưng đều nằm trong tầm kiểm soát của cựu quốc vương vừa mất, tân quốc vương lên thay. Sẽ ký dự luật hợp pháp hóa trồng thuốc viện. Hại nước hại dân, đáng ghét. Chốt. Anh tìm gì cho tôi?
bom nano để cho chắc ăn. Một, cô từ chối nhiệm vụ, tôi kích nổ. Hai, cô bỏ trốn giữa chừng, tôi kích nổ. Ba, nhiệm vụ thất bại, tôi kích nổ. Anh gọi đó là giao dịch. Sau khi xong việc, tôi sẽ cho cô một danh tính mới và một số tiền lớn. Dùng biện pháp ngoại giao, bỏ lệnh truy nã, để cô sống yên ổn hết đời. Tổ chức buôn ma túy quốc tế thưởng 2 triệu đô lấy đầu cô. 32 nước cho cô vào danh sách truy nã. Cô chẳng khác gì người chết, là tôi cho cô đường sống. Được. Chốt. Thế tôi có điều kiện. Tôi muốn đưa theo bác sĩ xấu số Nasipan. Điên à. Tôi không phải Nasipan gì hết. À không phải, không đúng. Tôi là Nasipan, nhưng không phải bác sĩ xấu số. Cứu mạng với. Giờ Libya đang nội chiến. Tất cả đường biên giới đã bị phong tỏa. Chúng ta chỉ có thể nhảy dù. Tommy sẽ cho chúng ta biết kế hoạch hành động sau khi đáp. Chắc chắn mọi người đều biết Tây Á, tiểu vương quốc Libya. Libya đang nội chiến. Con trai lớn Yurichai và con trai thứ Pilechi của quốc vương đang vì ngôi quốc vương tân nhiệm mà nổ ra xung đột vũ trang quy mô lớn. Kinh độ Đông 35-1 và vĩ độ Bắc 34-6 là điểm đáp chính xác nhất của mọi người. Đi ra, đi ra. Mọi người phải đáp đúng ngay đó. Thể hiện tố chất chuyên nghiệp của một đặc công. Bao gồm biến. Làm một đặc công. Đứng lại. Đứng. Đây là nhà an toàn, tôi chuẩn bị cho mọi người. Nơi này an toàn 100%. Cho mà hay nhé, đừng nói là an toàn. Có mở tiệc cũng không nhầm nhò, biết chứ. Nhà an toàn tôi chuẩn bị, mọi người cứ yên tâm. Tôi nhớ lần trước người tới đây là anh. Tránh ra, đi, 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 đi. Ở yên đó. Tôi là mục sư, nhìn ra không? Mục đích tôi tới là để an ủi bọn trẻ trong chiến tranh. Thôi toi, vùng trung lập cũng bị chiếm rồi. Tommy của mấy người. Các người muốn ám sát quốc vương thì tự đi đi. Tại sao lại đưa theo tôi? Rồi, rồi, rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Người mới, mọi người thứ lỗi nhé. Rồi, rồi, rồi. 15 phút sau chuẩn bị nhảy dù. Tôi đếm đến 3 thì anh nhảy. Chuẩn bị. 3. Cô làm gì đấy? Anh ta quên túi dù, tôi đi đưa. Chưa tới điểm tập hợp, hai người lên đất liền theo địa điểm đã định, chuẩn bị kế hoạch B. Mãi anh cũng tỉnh. Ban nãy xảy ra chuyện gì? Đã bảo né chiến trường ra mà cô cứ đáp ngay chiến trường, thần kinh hả? Vừa tới đã thấy mục tiêu nhiệm vụ, tốt thế mà. Anh coi. Đây lại là gì? Ngồi vững. Chạy. Đừng bắn nữa, đừng bắn nữa. Tôi đầu hàng, đầu hàng. Đừng bắn nữa. Đừng bắn. Đừng bắn nữa, tôi đầu hàng. Yurichai, con trai lớn của quốc vương Libya.
Em trai. Tuy Lê Chi, con trai thứ của quốc vương Li Biwa. Ý gì đây? Tấn công cơ quan đầu não à? Tử có ba người tới. Ha ha ha. Cậu khinh tôi đấy à? Anh, người của anh diễn hỏng rồi đấy. Đó không phải người phe tôi. Cũng không phải người phe tôi. Hành vi này không hợp với phẩm chất của tôi. Vậy xử theo quân pháp đi. Tướng quân yên tâm, tay bắn tỉa đã xác định mục tiêu, có thể bắn bất cứ lúc nào. Tuy Lê Chi, dám chơi tôi hả? Dám chơi tôi hả? Cô kéo tôi làm gì? Roger, trùm ma túy Li Biwa. Tiết Chanh Nát nói với Song Bai. Đã châm ngòi thuốc nổ, hai người thừa kế ắt sẽ chết. Có thể chuẩn bị lễ trao vương miện rồi. Ngoài ra, giúp tôi mời Anna về. Cô muốn làm gì? Yên tâm, nòng súng của tôi không bao giờ nhắm vào trẻ con. Bảo vệ mọi người nhé. Để anh trai đưa mấy đứa tới nơi an toàn. Nào. Em nhỏ, sao em? Súng. Chơi đủ chưa? Đưa đi. Đi. Biện pháp ngoại giao đã nói đâu? Hai người đó đi chung với tôi mà. Sao lại chỉ đưa tôi đi? Anna bị bắt rồi anh không đi cứu à? Đến nhà an toàn, lấy trang bị trước rồi tính. Đi. Nhà an toàn ở đâu? Trên lầu. Nhà an toàn ở chiến khu thì có an toàn không? Anh luôn có thể tin tưởng Tommy. Anh có cần? Giờ phải làm sao? Không cần lo. Tôi gọi cho Tommy, anh ta sẽ có cách. Tôi tìm được Tommy rồi, anh cố lên, tôi cứu anh ra. Tommy. Tommy. Kẻ bắt Anna là người của đại thần quân chính Song Bai. Phải cứu Anna ra. Tommy. Tommy của anh. Theo nguồn tin đáng tin cậy, quốc vương Li Biwa kỳ này, dù cho ai kế vị,
thì đều sẽ ký dự luật hợp pháp hóa trồng thuốc viện. Khi đó ngành công nghiệp ma túy đang bị các ông chủ lũng đoạn bởi nhà nước, ma túy sẽ thành nguồn thu nhập thuế chính của Libya. Nhưng dự luật nhìn có vẻ lợi cho dân này lại làm khắp nơi trên cả nước bùng nổ, khắp nơi đều xuất hiện cảnh dân chúng phản đối tập thể. Cuốn gói về nhà đi, cút khỏi đây, ngưng giết chúng tôi. Cái đầu cô đáng 2 triệu à? Chỉ có thế thôi mà. Đúng, 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 cô nói đúng hết. Cô lấy được tiền thưởng, có thể chia tôi ít không? Để tôi mua ít bánh ngọt, mấy ngày rồi tôi không. Thế cô có mua cho không? Tôi đói thật mà. Em gái cô quay lại đây, đừng nhỏ mọn vậy mà. Hôm nay gặp bộ trưởng Song Bai lần đầu, phải thể hiện cho tốt. Dù không có bệnh, cũng phải kiếm bệnh mà nói. Vâng, vâng. Đứng lại. Làm gì? Ra là bác sĩ riêng, bộ trưởng Song Bai mời về. Bác sĩ, sức khỏe tôi thế nào? Anh đừng lắc đầu chứ. Ông há miệng để tôi xem tư lưỡi. Có đèn pin không? Có. Nghĩ cách hỏi địa lao ở đâu. Sao rồi? Há miệng, há miệng. Địa lao ở đâu? Địa lao ở đâu? Ôi, khó chịu quá. Ngứa ngực quá. Biết thế đã không mặc áo ngực cộng rồi. Anh trai ơi, lại gãi giúp người ta với. À, thấy anh rồi. Cô ấy biến mất rồi. Gì mà biến mất? Tìm tiếp đi. Thấy rồi, cô ấy đang ở gác xếp nóc nhà phía tây. Làm gì thế? Đóng cửa sổ. Tìm thấy rồi. Giờ cô ấy là hầu gái. Không có bánh ngọt. Đừng đi nữa, cô ấy lại mất tiêu rồi. Đùa tôi à?
Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Này anh uống rượu à? Thôi để tôi đi tìm anh. Hoàng tử Haman mời dùng bữa. Nhóc, chơi gì đó? Nếu xe lửa không thể dừng thì nên đi bên nào đây? Bên này hay bên này? Vậy là đúng rồi. Thích bên nào qua bên đó. Dù gì cũng không đè được tôi. Chừa tôi một cái với. Muốn ăn à? Qua lấy đi. Đuổi theo tôi đi. Chừa tôi một cái. Chừa tôi một cái với. Ngay ra làm gì? Mau đi phụ bưng bánh. Mau lên, nợ một ân tình của nhóc. Tôi nè. Anh tìm được Anna chưa? Sao tôi biết cái cô tâm thần đó? Ai đoán được cô ta ở đâu? Kẻ thôi. Tìm tiếp đi. Song Pai đâu? Tối mai là nghi thức trao vương miện. Không có chúng ta ủng hộ, đừng ai hòng lên ngôi. Tôi thấy hay các người đưa tôi lên cho rồi. Ông đây có ngàn mẫu anh túc. Quý vị dù sao cũng là nhân vật máu mặt, phép tắc bàn ăn. Không cần tôi dạy đâu nhỉ. Ông Song Pai cho các người đồ ăn thì các người hãy ăn trong im lặng. Bà nói ăn trong im lặng. Tôi đói. Không thể ăn tí đồ của cô à, keo quá vậy.
Tính nóng như kem ế là cái chắc. Đi nhé. Nhìn gì mà nhìn? Cô đi đâu vậy? Còn không chạy mau. Mình vào ngõ cụt rồi, làm sao đây? Khoan, hành cá trong lưới luôn. Không thì các người nghĩ kho vàng Manura được mở thế nào? Cái khóa thôi mà. Sao hôi thế? Không ngờ nhà sông Pai lại có xưởng gia công ma túy. Ma túy mà sao cô ngốc thế? Này là đường trắng. Đường đó đồ ngốc. Xem ra là lấy đường che mắt để vận chuyển ma túy. Đường sao không ngọt gì hết. Gói của anh không phải. Làm sao đây? Sao chăng gì nữa, lo ăn ngon trước khi chết đi. Đã lúc nào rồi, cô đừng điên nữa. Xong, vốn là có cách, giờ hết rồi. Anh chưa nghe nói về bom đường à? Nóng quá. Phải thêm bao nhiêu nữa? Tôi hết chịu nổi rồi, tìm chỗ nấp đi. Cái quái gì thế này? Lùi lại. Bảo cô đi mời Anna về. Cô mời bằng súng đấy à? Anh đang dạy tôi làm việc sao? Đều là người phe mình. Không cần mết lòng vì chuyện nhỏ. Sông Pai, đại thần quân chính Libiwa, sau này dùng người của tôi nhớ thư gửi trước. Để mọi người chờ lâu rồi. Chào bộ trưởng Sông Pai. Cạn ly vì tương lai của chúng ta. Ra là các người, còn căn nhà an toàn khác. Nơi này vốn đã bỏ hoang, có giống bỏ hoang đâu. Trông còn an toàn hơn căn lúc trước. Chúng ta giết người chứ không phải bắn xe tăng. Anh cố chịu nhé. Vết thương nặng hơn tôi cũng bị rồi. Không cần thuốc tê tôi cũng chịu được. Xin lỗi, không quen tay nên tôi làm vỡ mạch máu. Tôi làm lại. Không sao, không sao. Thôi tôi tự làm. Anh chắc chứ? Tôi chắc. Gì thế? Thuốc tê.
Có thuốc tê sao không nói? Chính anh bảo không cần mà. Này là sodium thiopental, thuốc gây tê tại chỗ. Tiêm xong sẽ làm tinh thần thoải mái. Mở lòng ra. Đó là thuốc nói thật mà. Về mặt y học không có thuốc nói thật. Hôm nay ở khu tị nạn, cô nói nòng súng cô không bao giờ chỉ vào trẻ con. Cô không phải sát thủ à? Ngành của cô có đạo đức nghề nghiệp vậy sao? Hồi tôi còn là một đứa trẻ thì đã có người chỉ súng vào tôi. Thế giới này có rất nhiều tội ác, nhưng ác độc nhất là ra tay với trẻ con. Kể từ hôm đó, tôi đã biết mình nên làm gì. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Tôi tưởng mình sẽ ở mãi trong quân đội, cho đến khi tiêu diệt tên buôn ma túy cuối cùng trên đời. Không ngờ kẻ buôn ma túy biến dân thường thành ma quỷ. Cứu tôi. Đừng qua đây, đứng lại. Anna. Cô đã nổ súng sao? Tôi khuyên anh đừng ôm hy vọng gì với người này. Cô ta là sát thủ. Cho tôi một mũi này đi. Đó là thuốc nói thật, anh chắc chắn muốn dùng chứ? Tôi nói rồi, tôi là lính đặc chủng, được huấn luyện chuyên nghiệp. Thứ này đối với tôi. Anh cứ giả bộ đi. Anh phải tìm được Tam Hoàng Tử, để nó kế vị quốc vương. Quan trọng hơn là không thể để dự luật về ma túy được thông qua. Bằng mọi giá, dù có phải hy sinh Tam Hoàng Tử, quốc vương, vương quốc Libiwa, sư đoàn trưởng sư đoàn ba hoàng gia, thề chết chấp hành di chiếu của quốc vương. Tỉnh lại đi, trông vào anh đó. Thuốc nói thật sướng không? Theo tin mới nhất thì ra lính đặc chủng cũng mơ thấy ác mộng, không hiểu nổi mà. Gần khu đình chiến, phe Sunni và phe IT xung đột vũ trang kịch liệt. Con trai lớn Yuri Chai và con trai thứ Quilechi của quốc vương không may trúng đạn, mất mạng trong cuộc xung đột. Tiếp theo xin mời xem bản tin chi tiết. Xong việc rồi. Chết hết rồi. Nào, 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 bác sĩ gỡ bom cho tôi đi. Anh mau lên. Có hòm thuốc đây này. Không được. Luật thừa kế quốc vương Libiwa quy định Tam Hoàng Tử Haman, theo luật thuộc hàng thừa kế thứ ba, vào 8 giờ tối mai, trong lễ trao vương miện trở thành quốc vương Libiwa thứ bảy. Xin mọi người yên tâm, quốc vương tân nhiệm sẽ dẫn dắt chúng ta đi tới tương lai tươi sáng hơn. Tôi nói, có chịu thôi không? Con cả chết thì con thứ nhảy ra, con thứ chết thì lòi ra đứa con thứ ba. Lắm thế tôi giết hết được không? Cô có biết thanh gương của Damocene không? Giết nó, kẻ đến sau sẽ không dám manh động. Chúng ta sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Chúng ta sẽ còn hy vọng. Xem tivi thôi mà, đừng kích động thế được không? Nào. Thôi được, anh cầm bom thì anh có lý.
Ông có quyền, tôi có lính. Chúng ta bắt tay. Tôi giúp ông nắm quyền lực tối cao. Điều kiện gì? Thượng tướng Phê, tập đoàn quân số 2, dẫn toàn thể quan binh dốc sức ủng hộ tam hoàng tử Haman kế nhiệm tân quốc vương, thề chết cống hiến. Qua đêm nay tôi sẽ không còn là tôi, anh cũng không còn là anh. Một lũ ngốc chỉ biết trồng thuốc phiện, sống không qua đêm nay. Nghi thức trao vương miện, quốc vương nhiệm kỳ 7 Libya lần đầu tiên ban bố dự luật hợp pháp hóa toàn thuốc phiện. Đã có rất nhiều người kháng nghị thị uy, xông vào hội trường buổi lễ. Thời khắc mang tính lịch sử này sẽ phát triển như thế nào? Đài chúng tôi sẽ theo sát, đưa tin liên tục. Tại sao không chạy nhân lúc tôi hôn mê? Tôi chỉ muốn thêm một tên buôn ma túy vào danh sách tử vong của mình. Làm gì thế hả? Xin lỗi, xin lỗi. Khi nào ra tay? Khoảng cách này giết được ai? Ngoài 3.000 mét, người còn chẳng to bằng con ruồi. Cô tưởng tôi tốn công đưa cô tới để mời cô ăn sao? Khoảng cách này chỉ cô làm được. Lễ trao vương miện được bảo vệ rất kỹ càng, không tìm được chỗ bắn tỉa phù hợp trong phạm vi 3.000 mét. Khoảng cách 3.002 mét. Tốc độ gió 1,6, độ ẩm 61%. Nhớ kỹ, 3 tiếng pháo, cô chỉ có cơ hội bắn 3 phát. Một phát là đủ. Pháo thủ chuẩn bị. 3, 2, 1. Thì ra đó là tam hoàng tử, bắn. Bắn. Nợ một ơn tình của nhóc. Nếu nó ký tên vào dự luật, giây sau cô sẽ chết. Bắn. Chú ý cảnh giới. Tinh thần, người thừa kế Haman bị ám sát trong lễ trao vương miện. Phục rồi. Đây là lựa chọn của cô. Tôi không giết trẻ con. Quay xe ghê vậy hả?
đồ thần kinh. Điên rồi, điên rồi, điên rồi. Điên rồi, điên rồi, điên rồi. Anh ta điên rồi. Tôi. Nhiệm vụ của cô thất bại, sao anh ta lại bắn tôi? Chuyện ám sát quốc vương, phải có người gánh tội. Anh đoán coi là ai? Không phải cũng không đúng. Thì phải giết cô chứ, liên quan gì tôi? Chúng ta là cộng sự. Cộng sự gì? Cùng đi. Sống tiếp. Roger. Sát thủ đó bắn hụt. Cho cô ấy bắn thêm phát là xử được nó. Anh sai rồi. Anna chưa bao giờ bắn hụt. Cô làm gì? Cái này gỡ được không? Không gỡ được. Cái này gỡ được không? Không gỡ được. Cái này gỡ được không? Giải thích bao nhiêu lần bị tim bom nano chảy trong máu toàn thân, không gỡ được. Vậy cái này gỡ được không? Không gỡ được. Tôi nói mấy lần rồi, cô có giết tôi đi nữa. Gãy xương sườn rồi. Bom nano nguyên kiện siêu nhỏ, cách vật lý thông thường không gỡ được. Tôi bảo không gỡ được rồi. Trừ khi nó tự hư. Nhưng sao nó hư được? Cũng không phải không thể. Cũng không phải không thể. Phải xem cô dám thử không. Thử xem. Điện với cường độ mạnh, về lý thuyết có thể khiến mọi thiết bị điện quá tải. Nhưng con người cũng không chịu được. Mạch điện tôi làm không biết hiệu quả không nữa. Tôi tin anh là bác sĩ giỏi. Anh sẽ không nhìn tôi chơi đếm đến ba. Không, không, không. Chuẩn bị, anh chờ đã. Thank you.
Điều thứ nhất trong lời thề Hippoca, dù đang ở đâu, bệnh nhân là nam hay nữ, tốt hay xấu, thì mục đích duy nhất của tôi là phải chữa bệnh cứu người, khiến sinh mệnh và tay nghề của tôi đạt được vinh quang vô hạn. Ai? Anna. Anh muốn ông cứ việc nói, đá tôi chi? Anh đến rồi. Đến rồi. Hai người đều đến rồi, vậy tôi đi nhé. Đồ thần kinh. Tính nết không đổi. Tính cả đêm nay, anh đã cứu em ba lần. Em cảm ơn anh thế à? Anh muốn tôi cảm ơn sao? Tặng anh thứ gì đó. Tôi tiễn anh lên đường, đồng âm với tặng. Cơ thể lính đúng là có khác. Chưa chết thì sao không tới tìm tôi? Thấy anh chưa chết em vui không? Anna, mấy năm qua anh luôn nhớ về em. Nếu em sẵn lòng, anh sẽ giải thích em nghe mọi chuyện. Tôi còn tưởng anh chết thật rồi. Muốn anh chết đâu dễ thế. Anna, lần này gặp lại đừng đi nữa nhé. Anh có lý do riêng không thể tới gặp em. Là vận mệnh lần nữa đưa em về bên anh. Bất tưởng bở, tôi chỉ sợ lỡ hết đạn thôi. Tôi không muốn làm phiền hai người âu yếm nhau sau những ngày dài chia xa đâu. Nhưng cả bọn lính xông lên đây rồi. Rốt cuộc anh là ai? Xin tự giới thiệu, tôi là Nasipan, cộng sự của em. Người của tôi cả, không làm gì hai người đâu.
Hình như không nể mặt anh nhỉ. Song Tai, Roger, cứu mạng, cứu mạng. Anna, giúp anh cứu đứa bé. Cái này có thể truy vết Haman, cũng có thể liên lạc với anh. Để cô ấy đi cứu, còn anh làm gì? Tôi ở đây chống đỡ. Cẩn thận, gặp ở công viên đỉnh núi. Người bạn trai cô có mùi hôi. Nhóm B yểm trợ hỏa lực. Anh lái xe. Mũ bảo hiểm cản lối quá. Bịt tai. Tôi bịt bằng niềm tin hả? Côi tay tôi. Anh đừng né. Xe vào. Gì? Lên xe. Sao mà được? Mau lên. Tôi không lên được. Anh biết sát thủ đó? Biết, người quen. Người đâu? Thả rồi, đã nói là người quen cơ mà. Thôi, chuyện nhỏ. Vậy chuyện gì mới to? Anh, giờ anh là vấn đề lớn nhất. Tôi thà vào bầy sói không chơi với cọp. Vậy ông nghĩ tôi là sói hay cọp? Anh nghĩ sao? Tôi là cọp. Tôi không thể để anh độc chiếm thị trường ma túy, vì sau này anh chắc chắn sẽ quay lại cắn tôi. Ông nói sai một chuyện. Họ cũng không phải sói. Cùng lắm là một đàn chó. Nên tôi mới muốn nuôi chúng để giết anh.
Những ngày qua cũng nhờ anh giúp tôi mới có cục diện ngày hôm nay. Cho hắn toàn thây. Ông khách sáo quá đấy. Nếu tôi là ông thì không tốt bụng vậy đâu. Lúc mấu chốt vẫn phải nhờ vào tôi. Anna về rồi. Anh không cần tôi nữa. Tất nhiên tôi cần cô. Sao tôi không cần cô được? Nhưng cô đừng được nước làm tới. Có 10 cô cũng không bằng một Anna. Biết cha nát, cô dám phản bội tôi. Đâu thể nói là phản bội. Cô ấy luôn là người của tôi. Ông Songpai, Roger, mình có thể ngồi lại nói chuyện. Thực ra ông không tới tìm tôi. Tôi cũng tới có thể tìm nhường ông. Anh nửa thị trường ma túy không còn ngờ. Lại tôi có thể nhường hết Giang Sơn Libiwa. Mới đó anh. Mà ông đã đứng ngồi không yên rồi à. Tiếc quá. Chị là người ám sát tôi à? Ừ. Tại sao chị không giết tôi? Tôi không giết trẻ con. Họ chọn tôi làm quốc vương. Bắt tôi ký dự luật trong buổi lễ là để bán ma túy. Tôi biết rất nhiều người bị ma túy hại tan nhà nát cửa. Bất kể người lớn hay trẻ con thì ma túy sẽ khiến mỗi người sống trong đau khổ. Tôi chết sẽ tốt cho mọi người. Hiệu quả hơi kém. Cứ thế đi. Con nít biến thái thế tôi mới gặp lần đầu. Chưa mở chốt nữa. Định biệt tôi hả? Nào, nào, nào. Đặt tay ở đây, như vậy. Cậu không bóp cò là tôi khi dễ đó. Chị
Có thể giúp tôi một việc không? Giúp gì? Giúp tôi nổ tung đầu xe lửa. Tôi có giá lắm nhé. Tôi là quốc vương. Bao nhiêu tiền cũng có. Đủ donut không? Cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Chốt. Không phải thích chơi bom à? Vui không? Chị bắn tôi làm gì? Anh bắn nhóc kia đi. Cô im đi. Nếu anh không biết bắn thì tôi dạy cho. Anh cứ nhắm vào đầu nó rồi tăng. Ốc văng tung tóe. Dễ thế mà. Anna, cô tòng quân năm 12 tuổi, đã bắt đầu giết người. Chưa thành niên tay đã dính đầy máu. Trẻ con vô tội cô cũng giết rồi. Giờ lại giả bộ thánh thiện cái nổi gì. Anh nói không sai. Tôi đã giết đứa bé đó. Tới giờ tôi vẫn không thể quên hình ảnh đứa bé đó ngã xuống. Bao năm qua tôi chỉ có thể giết thêm nhiều tên buôn ma túy để chuộc tội. Nếu một quốc gia phải nhờ vào việc giết một đứa trẻ vô tội để cứu vớt thì quốc gia này cho nổ ngay tại chỗ là vừa. Hôm nay dù cô nói gì, nó cũng phải chết. Không giết nó là đẩy dân cả nước vào cảnh bất nghĩa. Giết nó là bất trung với hoàng thất. Sau khi xong nhiệm vụ tôi sẽ tự kết liễu. Dừng. Khùng hả? Nãy giờ cứ chết người này xong lại chết người kia. Các người xem thường mạng người quá phải không? Tôi là sinh viên tốt nghiệp trường y. Các người biết học lên tiến sĩ mất bao nhiêu năm không? Chỉ vì để cứu một mạng người. Kết quả thì sao? Bị đem ra gánh tội. Giấy phép hành nghề cũng bị thu hồi. Chỉ có thể tới bệnh viện tâm thần làm hộ lý. Suốt ngày chỉ nhau với bọn tâm thần như các người. Còn các người rõ là có khả năng cứu nhiều người hơn, mà lại ở đây nghiên cứu giết người. Tôi thấy kẻ đáng chết là kiểu như mấy người. Dù tôi không ký dự luật thì họ cũng kiếm người khác ký. Chỉ cần còn những kẻ xấu này thì ma túy sẽ không biến mất. Tôi không thể làm gì để ngăn họ nữa. Nhưng các người có thể mà. Các người có năng lực cứu nhiều người hơn. Để ma túy không hại người vô tội nữa. Chú à, có thể giúp tôi không? Anh cũng thấy đó. Giờ đứng trước mặt anh là phụ nữ và trẻ em tay không tấc sắt. Nếu anh thấy sứ mệnh vinh quang vớ va vớ vẩn gì đấy, quan trọng hơn hai sinh mạng nhỏ đáng yêu,
thì nổ súng đi. Được rồi, kết thúc rồi. Không còn kẻ địch nữa. Sao các người như vậy được chứ? Không cần nói nhiều. Ông Song Pai có việc muốn nói. Chào. Thôi. Roger, mình đi thôi. Đi. Đi đâu? Anna, anh biết em muốn gì. Em muốn chính nghĩa, anh sẽ nghĩ cách cho em. Mọi việc anh làm đều vì quốc gia này. Kẻ đứng sau là anh thật. Lần bị tấn công đó anh đã sống sót. Nhưng anh cũng hiểu ra một lý lẽ. Kẻ buôn ma túy ở đất nước này giết không xuể. Tham lam khiến mỗi một người biến thành ma quỷ. Nếu đã vậy, anh sẽ làm kẻ buôn ma túy lớn nhất. Anh thúc cả ngọn núi là của tôi. Làm anh em, chia anh một nửa. Một nửa. Tôi muốn hết. Anh muốn dùng cách của mình. Lấy độc trị độc. Dùng tiền buôn ma túy cứu rỗi quốc gia này một cách triệt để. Mảnh đất của chúng ta nghèo nàn, hoang dại. Ngoài anh Túc thì chẳng có gì mọc nổi. Mọi người đều bất đắc dĩ trồng anh Túc duy trì kế sinh nhai. Em tưởng họ sẽ chịu cực đi trồng lương thực sao? Nếu giờ cấm ma túy, chưa tới 3 năm, mọi người sẽ chết đói. Giờ thì hay rồi. Nền công nghiệp ma túy cả khu vực đang do anh nắm. Ma túy là lối thoát duy nhất của quốc gia này. Anh nhẫn nhịn bao nhiêu năm là để cho. Bao năm qua, mệt rồi phải không? Đi với em đi. Anna, Anna, anh không còn là Roger em quen nữa. Anna, Anna. Anh biết em căm ghét ma túy. Cậu ký dự luật này sẽ cứu được mạng rất nhiều người.
Ban hành luật hại nước hại dân như vậy, cậu có thấy hổ thẹn không? Cậu có từng nghĩ ban hành luật sẽ đem tới tai họa nặng nề lợi ích cho dân được từ ma túy, sẽ chia cho dân chính quốc gia ma túy tràn lan, công khai ủng hộ ban hành luật đã ngầm thỏa thuận gì phải không? Xin hỏi cậu định ứng phó sao với việc chế tài của xã hội quốc tế? Mau nói đi, cho chúng tôi biết lý do đi. Cảm ơn chú tin tưởng tôi. Ác xin cống hiến sức mình cho cậu. Nhưng hành động lớn vậy, ba người rưỡi làm sao đây? Ba người rưỡi. Anna là một, anh là hai. Bé Haman là ba. Tôi là rưỡi. À, đám lính đặc chủng của anh đâu? Bị cô ấy xử hết rồi. Anh lừa người hả? Tôi có giết đâu. Đều là người phe mình. Tôi đã chọn ngồi vào cái ghế này thì phải tự tay cứu vớt quốc gia này. Tôi tuyên bố luật hợp pháp hóa trồng thuốc phiện không bao giờ có hiệu lực. Mau, mau. Bắt Haman về cho tôi. Phong tỏa mọi con đường, chặn kín bọn họ cho tôi. Tôi mù rồi. Đi, đi. Mắt tôi hết thấy đường rồi. Lên xe mau. Đi, lên xe. Lên xe. Chết rồi, chết rồi. Sao xe tăng cũng tới vậy? Đó là xe bọc thép. Tôi bảo mà, Anna tuyệt nhất, may mà xe tăng không tới. Cái miệng ăn mắm ăn muối, đi. Ôi mẹ ơi, Anna cứu với. Vai tôi bị trật, mau lên đây phụ đi. Anh đi đi, tôi yểm trợ cho.
cả mọi người đi về bên đó. Sao thế? Cô cố chịu tí. Chờ lát tôi giúp cô. Không phải cô bảo tôi qua nắng vai cho à? Lát anh tự nắng cho mình đi. Làm gì thế? Khiếp thở. Tôi đếm tới 3 thì bắn. Chuẩn bị. 3. Ôi vai tôi. Tìm được rồi. Ống pháo nhích qua trái 38 độ. Tháp cao hướng tây nam. Chạy. Bắn vào cầu nối. Mau. Đưa tôi. Đi. Mẹ ơi. Điểm rút lui 600 mét hướng đông nam. Chạy. Chạy ngược hướng rồi đồ ngốc. Ba, hai, một chạy. Ba, hai, một chạy. Giao ra Haman, buông bỏ vũ khí, buông bỏ vũ khí. Chúng ta chạy tới cái nơi khỉ ho cò gáy này. Cô có kế hoạch gì không? Tôi có kế hoạch gì đâu. Chờ chết thôi. Nấp đi. Phát cuối cùng rồi. Ngoan thật. Chạy. Anna, không ngờ em còn có đạn xuyên giáp. Tôi còn cái khác nữa, muốn thử không?
ở đây. Theo tôi. Bỏ tôi ra, cho tôi xuống. Bỏ tôi ra. Cảm ơn cô. Giúp tôi thêm lần nữa đi. Anna, còn đạn không? Viên cuối cùng giết anh đủ rồi. Sao vậy, tối thế hắn không thấy mình đâu nhỉ? Ống nhắm bắn tỉa của anh ta có nhiệt hồng ngoại. Anna, đừng gắng gượng nữa, em không trụ được lâu đâu. Cần anh lo chắc. Vậy là anh ta không tìm thấy mình sao? Đúng vậy, nhưng chờ đốt hết pháo cây thì mình vẫn phải chết. Thế phải làm sao? Cô còn mấy cây? Cây cuối cùng. Vậy là chết chắc rồi còn gì. Vậy mình chết thôi. Roger, chúng ta kết thúc rồi. Anna, làm lành, còn kịp không? Nằm mơ.
Điều thứ ba trong lời thề Hippocra: bác sĩ dù có gặp người không thể cứu chữa thì cũng phải cố gắng giảm đau đớn cho họ, làm tròn chủ nghĩa nhân đạo. Tôi vẫn còn cứu được. Anh ta chưa chết này. Nếu anh không ổn thì đừng cố quá. Nên chết thì chết đi. Thượng tướng Ray, tập đoàn quân số 2 tới báo cáo. Kể từ hôm nay, hoàng thất sẽ dốc toàn lực phối hợp chính phủ, dẹp sạch tất cả báo cáo, cấm thuốc viện toàn diện. Xin mọi người cho tôi thêm ít thời gian. Tôi sẽ giải quyết hết toàn bộ khó khăn của nước ta. Các bạn phóng viên nước ngoài đang có mặt. Mọi người có thể giám sát nước tôi. Nước tôi sẽ trở nên tốt đẩy xấu số Nasipan. Xin hãy dõi mắt chờ xem. Vấn đề của anh không nặng, chỉ là hơi có khuynh hướng u uất, bình thường chú ý tí. Sao vậy? Không có gì, bạn cũ tới. Đạo diễn Hoắc Tuệ Cường. Có biết 200 triệu đô bay đầy trời là như thế nào không? Sao tôi bệnh được chứ? Bác sĩ, tôi nói thật mà. Tôi từng cứu quốc vương Libya. Không lừa anh, chuyện có thật mà. Bấm máy may mắn. Bán vé đắt hàng. Bấm máy. Nghĩ tí là được. Làm tôi ngồi ngu người luôn. Đừng rung, đừng rung. Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Cái này đi, không sao. Nhóc con, chạy đằng nào. Quay phim một tháng là tôi múa rìu điêu luyện luôn. Vả mặt. Không sao. Được đó. Tiếp tục. Không sao, không sao. Còn né à? Đạo diễn tôi chợp mắt tí nha. Được, anh ngủ lát đi. Qua, em mở mặt ra, cho anh quay phim thấy đi. Kia, kia, phía trước. Mau, thịt đạo diễn.
quay rồi kìa. Tiếng phổ thông của tôi không chuẩn. 3, 2, 1 bắt đầu. Vén khăn trùm đầu lên nào. Qua. Cái này chụp đẹp. Thôi đi đi. Bi bi. Bán vé đắt hàng. Đóng máy may mắn, bán vé đắt hàng.